Bơ mới bú xong nào nội ơi. Bà ngoại đang dỗ bơ nằm chơi đây, bơ ôm bữa ôm đây. Bơ về Nhưng mà nội bà nội bôi cái cổ cho em này, rửa ra ra mới bôi này. Thằng Khánh nó chị gì anh hay ở sau lỗ tai nè, cho nó không có lạnh nó chảy nước hoài luôn, mà lên tên nên đi khám mấy lần mới đi xuống như đồng hai có lần như khu eo cho nó bị gì vậy chị, ở sau mấy lỗ tai nè chảy nước hoài luôn.